Vì sao? Vì nếu đắc công đức vi diệu như thế thì có thể lợi lạc tất cả hữu tình. Đại sĩ nhà nghèo còn vì công đức vi diệu như thế mà chẳng tiếc thân mạng. Huống gì nhà ta giàu có nhiều của báu vì công đức như thế mà chẳng cúng dường sao? Này đại sĩ chớ nên tự hại ngài, cần những phẩm vật cúng dường nào tôi sẽ dâng cho ngài hết. Đó là vàng bạc, ngọc báu phệ lưu ly, ngọc báu phả chi ca, trân châu mạc ni, sử tàng, thạch tàng, la bối, bích ngọc, đế thanh, đại thanh, san hô, hổ phách, vô lượng thứ khác, châu ngọc, hoa hương, anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc, xe cộ, y phục và đủ các thứ phẩm vật cúng dường thượng diệu khác. Ngài có thể đem cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa và Pháp Sư Thuyết Pháp là Bồ Tát Pháp Dũng. Xin đại sĩ chớ lại hại mình, bản thân tôi cũng nguyện theo đại sĩ đến chỗ Đại Bồ Tát Pháp Dũng, đồng thời chiêm ngưỡng cùng chồng căn lành vì được nghe thuyết các Phật Pháp vậy. Hết quyển thứ 398.